Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Ghi bàn phút bù giờ, Đức và Thụy Sĩ đưa nhau vào vòng 1/8. Trước khi lượt trận cuối bảng A, Đức đã chắc chắn vượt qua vòng bảng sau 2 trận toàn thắng. Tuy nhiên, chủ nhà Đức vẫn muốn đứng đầu bảng A để có một nhánh đấu thuận lợi hơn ở vòng đấu loại trực tiếp. Với mục tiêu đó, đội chủ nhà Euro 2024 đã ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 16, tiền vệ Robert Andrich tung cú sút xa cực kỳ khó chịu ở cự ly ngoài 25m. Bóng đi đập đất và thủ môn Jan Sommer đã không thể cản phá thành công. Đáng tiếc, bàn thắng này của cỗ xe tăng đã không được công nhận. Trọng tài Daniel Osato sau khi xem lại băng ghi hình nhận định rằng trước đó Jamal Musiala đã có một pha phạm lỗi đối với hậu vệ Thụy Sĩ. Thoát thua trong gang tấc, Thụy Sĩ bỗng chơi hay hơn. Sự xuất sắc trong việc chạy chỗ của Doi và khả năng cản lướt tốt đến từ Embolo giúp cho Thụy Sĩ đẩy ngược sức ép về phía phần sân của người Đức. Phút 29, tiền đạo Jan Doi đệm bóng cận thành chuẩn xác ở cự ly gần để mở tỷ số cho Thụy Sĩ. Sau giờ nghỉ giải lao, tuyển Đức tỏ rõ quyết tâm muốn có bàn thắng gỡ hòa. Phút 51, từ đường chọc khe của Florian Urs, Musiala có cơ hội đối mặt thủ môn Sommer. Đáng tiếc, Musiala dứt điểm không hiểm. Thời gian sau đó, họ chủ yếu nhồi bóng thật nhanh vào trong vòng cấm để tận dụng chiều cao của Havertz và Fulcrack để tìm kiếm bàn thắng. Và khi Đức nôn nóng tìm bàn gỡ thì Ruben Vargas một lần nữa sút tung lưới Neuer. May cho đội chủ nhà, Vargas đã băng xuống sớm một nhịp và rơi vào thế việt vị. Những nỗ lực của đội tuyển Đức được đền đáp khi Niklas Fulcrack đã đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ ở phút 90+2. Trận hòa này giúp đội tuyển Đức vẫn đứng đầu bảng A còn Thụy Sĩ chấp nhận đi tiếp với tư cách nhì bảng. Tiền đạo đội tuyển Hungary bất tỉnh ở trận thắng Scotland. Thông báo trên trang Facebook chính thức, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cập nhật tình hình của Vaga như sau. Liên đoàn bóng đá Hunga xác nhận với truyền thông rằng Barnabas Vaga hiện đang tỉnh táo. Cậu ấy đã được nhân viên y tế đưa đến bệnh viện và giờ mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Vaga hiện trong tình trạng ổn định. Đây là thông tin rất vui cho đối tượng, cổ động viên và bóng đá Hungary. Trước đó, Vaga khiến cho tất cả những người có mặt ở sân Stuttgart Arena, Stuttgart phải thấp thỏm lo âu. Ở phút 67, Vaga đã gặp phải một va chạm kinh hoàng với thủ môn Angus Gunn của Scotland, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo đánh giá, pha va chạm trên hoàn toàn vô tình. Thủ môn Gunn của Scotland quyết định lao ra bắt bóng, nhưng trong nỗ lực đó, anh đã vô tình va chạm mạnh với Vaga. Đầu của tiền đạo Hungary đập mạnh vào tay Gunn, khiến anh ngã xuống sân và bất tỉnh ngay lập tức. Không khí trên sân lập tức trở nên căng thẳng và đáng sợ, hệt như khi người ta phải chứng kiến Eriksen đổ gục xuống sân ở Euro 2020. Các cầu thủ cả hai đội sớm nhận ra tình hình nghiêm trọng và nhanh chóng kêu gọi sự trợ giúp y tế. Dù đã được huấn luyện và nhắc nhở chuẩn bị mọi thời điểm nhưng đội ngũ y tế mất khá nhiều thời gian để vào sân, khiến cầu thủ cả hai đội tức giận và phải lên tiếng thúc giục. Ngay sau đó, họ tiến hành sơ cứu cho Vaga và để đảm bảo mọi thứ trong vòng kiểm soát, các cầu thủ đã quây quanh anh và dùng một tấm chăn che chắn xung quanh. Phải chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người không khỏi bàng hoàng. Thủ quân Dominik Szoboszlai của Hungary thậm chí đã bật khóc khi chứng kiến tình trạng của đồng đội. Rất may, mọi thứ tạm thời đã qua. Thắng phút 90+10, Hungary sáng cơ hội vào chơi vòng 1/8 Euro 2024. Trước trận Scotland xếp thứ 3 với 1 điểm trong khi Hungary chưa giành điểm nào và đứng cuối bảng. Nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, hai đội bắt buộc phải giành chiến thắng ở cuộc đọ sức này. Với áp lực quá lớn nên cả hai đội nhập cuộc vô cùng thận trọng. Không đội nào muốn đẩy cao đội hình lên để chơi tấn công dù cả Scotland và Hungary đều cần 3 điểm. Khu vực giữa sân trở thành điểm nóng của trận đấu khi thường xuyên có những tranh chấp và va chạm ở đây. Nhưng do đôi bên thi đấu quá an toàn nên không có mấy tình huống nguy hiểm xuất hiện ở hiệp đấu này. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Phải sang tới hiệp 2, cả hai đội mới có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật và con người. Nhờ đó, thế trận trên sân diễn ra nhanh hơn và quyết liệt hơn. Đúng những giây bù giờ cuối cùng, Kevin Cobot ghi bàn vào lưới Scotland sau pha đối mặt thủ môn và mang về chiến thắng nghẹt thở cho Hungary ở phút 90+10. Với 3 điểm ở trận đấu, Hungary từ vị trí best bảng leo lên đứng thứ 3 và sẽ phải chờ kết quả các bảng đấu khác để biết mình đi tiếp với suất dành cho những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất hay không. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín, truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.